Rồi bây giờ chính phủ Úc là nó không cho gia hạn từ visa du lịch qua, nó không cho Đi đổi lịch visa tại du cũng lịch 5 năm. qua qua du Mà học là cấm luôn rồi. Và thứ hai nữa đúng là rồi. bốn tám năm là visa tạm trú đó, sau đó là phải đi về, không có được ở lại đây nữa. Rồi về sau muốn nộp du học gì đó thì tính sau. Ngày trước mấy bạn lấy hai cái loại này mà các bạn làm, thì bây giờ giải pháp nào cho mấy bạn? Càng ngày nó càng khó rồi. Bây giờ là 4 8 năm vẫn có thể không chuyển qua du học nhưng mà em vẫn có thể chuyển qua lao động hoặc định cư được mà. Dạ đúng rồi, dạ đấy. À, về cơ bản á thì có một cái hướng là thì nếu như bạn nào mà có khả năng nghề của mình là trong như một định cư á và có khả năng ở lại định cư được mà 4 8 năm mình chưa kịp đủ thời gian kinh nghiệm làm việc á thì bạn có thể chuyển qua dùng như là 407. À, trong thời gian của 4 8 năm mà bạn học thêm một cái gì đó rồi bạn ví dụ như học bác, có những bạn họ chuyển qua học một cái chương trình gì đó, học những cái chương trình chính của mình khóa học trước đó là không thể định cư được thì lấy 4 8 năm để đi học thêm, ví dụ như là early childhood education thì giáo dục mầm non, hoặc là một cái chương trình về bác cũng được, ví dụ vậy. Thì nói vậy thì sau cái chứng chỉ ba đó em chưa kịp làm thẩm định nghề thì em có thể đổi qua 407 được mà. Tại vì cái 482 bây giờ họ yêu cầu có 1 năm kinh nghiệm thôi nha. Vấn đề bây giờ là cái skill xác mình thôi. Cho nên trong lúc của 4 8 năm nếu bạn nào mà chịu khó đi làm, tích lũy đủ một thời gian kinh nghiệm làm việc rồi, thì sau đó chuyển qua 407 là đủ thời gian để làm cái thẩm định nghề. Thì mình có thể chuyển qua cái visa 482. À, thì 4 hoặc là 407 có khả năng gia hạn được. 407 vẫn có khả năng gia hạn được. Thì bạn gia hạn thêm một thời gian nữa rồi sau đó chuyển về 482. Hoặc trong thời gian của 407 thì bạn nộp định cư 491 hoặc là 190 thì đó là cái hướng mà các bạn có thể sử dụng. Nó hạn chế cho những người ở độ tuổi trên 35 thôi. À, cái gì bây giờ giới hạn không phải là cái độ chuyện mà chuyển 485 này kia, mà cái 485 đó hầu như các bạn đã tích lũy đủ kinh nghiệm làm việc để có thể nộp được visa định cư nè. Hầu như chị thấy là như vậy, các em mà cái một ngành nghề trong một định cư được là họ đã có thể chuyển qua visa 491 SPO. Họ đã có thể nộp được visa định cư 491, 190 hoặc là 482. À, còn nếu như mà bạn nào mà chưa kịp mà đang sử dụng 485 để đi học, à, có nhiều em là tại vì cái visa định cư không nộp được, à, các bạn phải học thêm một ngành nghề chuyên môn nào đó thì các bạn sẽ thiếu thời gian để mà chuyển đổi cái visa qua cái chương trình lao động từ cái visa 485 đó thì mới học xong cái bằng nghề thôi. Thì các bạn có thể sử dụng visa 407 để mà đi nối tiếp cái visa 485 đó, thì nó không cho chuyển 407 đâu, nó cho chuyển mà. Cho nên mình mới học xong thì 407 nó chỉ còn có 1 năm kinh nghiệm thôi thì sử dụng 485, hoặc là có ngành thì còn có 6 tháng à thì 407 là tối ưu để cho các bạn có thể tích lũy thêm kinh nghiệm để có thể chuyển qua 482 với 1 năm kinh nghiệm của 482. À, 407 nếu mà học ở Úc hầu như cũng không bị còn 1 năm kinh nghiệm đâu. Ở Việt Nam thì như còn 1 năm kinh nghiệm để làm visa 407, nhưng mà ở Úc thì gần như các bạn tốt nghiệp ra trường xong chỉ cần có một khoảng thời gian là họ có thể nhập được 407 rồi, nhưng mà 482 vì nó hạ xuống còn có 1 năm kinh nghiệm cho nên nó cũng là tối ưu cho các bạn hơn rồi đó. Thay vì yêu cầu 2 năm kinh nghiệm trở lên dùng làm skill assessment thì có thể là lo mà tranh thủ làm cái chương trình skill assessment sớm sớm một chút để chuyển đổi qua cái visa định cư sau này cho nó dễ. Tại từ từ 407 thì 1 năm có thể dài thêm 1 năm nữa thì cũng là một một cái sách. À, cái mà chị lo là lo cho mấy bạn mà độ tuổi trên 35 tuổi không đọc được 485 kìa đó. Những các bạn nào thì sắp tới là nó có mở rộng ra cái chương trình dành cho các bạn thạc sĩ sẽ đi thêm một cái pathway khác để mà chuyển đổi cái visa làm việc thay vì mình, và nó có áp dụng cho một số chuyên môn nghề nghiệp nào đó có thể sử dụng được chứ không phải nghề nào cũng cũng không đổi được 485 ở độ tuổi trên 35. Hầu như là cái chương trình nghề á có chuyện trường hợp học bị giới hạn là kinh nghiệm làm việc trên 35 thì người ta cũng hạn chế cái chuyện cho nộp visa 407, nhưng mà chị cũng có những trường hợp là có em trên độ tuổi này vẫn đọc được 407, chịu theo ngành nghề, chịu theo cái trình trình độ học, cái gọi là chương trình đào tạo á, cái chương trình nghề phổ thông mà kinh nghiệm làm việc thấp á, mình có thể yêu cầu để mà nộp 407 thì trên 35 hoặc trên 40 thậm chí vẫn có thể nộp được chứ không là không. À, tại vì ở bên bên Việt Nam mình á, nếu mà nộp cái visa 407 để đi qua Úc á, các tổ chức mà bảo lãnh họ họ sợ rủi ro visa cho nên họ không nhận ở độ tuổi lớn.
họ chỉ nhận dưới 32 tuổi thôi. Nhưng mà nếu như các bạn đang ở Úc, mới tốt nghiệp ra trường, mới đi học ra trường ở những ngành nghề chuyên môn này kia, hoặc là kể cả thậm chí nghề phổ thông vẫn có thể đọc được 407, thì sử dụng 407 đó để mình kéo dài thời gian lên. Và sau đó thì lo mà tranh thủ làm cái thẩm định nghề, rồi mình nộp cái chương trình visa 482 thì nó cũng yêu cầu thấp kinh nghiệm rồi, thậm chí là lấy cái level agreement chẳng hạn, thì nó cũng có giới hạn tuổi cao cao đó dành cho những bạn nào mà tuổi lớn hơn đó. Thì nói chung là có những cái giải pháp cho nó. Dạ, còn cái ví dụ như các bạn ở bên Úc rồi, các bạn học xong rồi thì các bạn nộp cái 407. 407 đó cái yêu cầu chủ là phải có việc làm rồi mới nộp được 407 hay là sao chị? Đúng rồi, 407 nó giống việc làm visa lao động 482 vậy. Dạ. Nghĩa là nó chỉ có giảm được, nó phải có công ty bảo lãnh. Dạ. Nó phải có một cái job được công ty đó offer cho một người lao động. Mà người lao động đó thì dĩ nhiên là để phải tập nâng cao tay nghề hoặc là phát triển nghề nghiệp. Cho nên nó sẽ yêu cầu là cái mức kỹ năng nghề nghiệp của người đó không quá nhiều. Dạ. Hoặc là các bằng tốt nghiệp trong vòng 2 năm gần đây. Ví dụ vậy thì bạn mới ra trường thì bạn đủ điều kiện rồi, đúng không? Hầu như chỉ có những trường hợp là tuổi lớn, 35 tuổi, 37 tuổi, họ vẫn có thể đi được 407 và chỉ có cái trường hợp đó rồi. Và bằng cấp của các bạn mới tốt nghiệp gần thì người ta vẫn làm được. Còn cái điều kiện của công ty bảo lãnh á, thì công ty bảo lãnh nó yêu cầu bảo lãnh sponsorship theo cái chương trình visa 482 hoặc 494 thì nó khó hơn nhiều so với visa 407. Cái cơ sở đó xin cái bảo lãnh 407 thì nó sẽ cấp được cả 408. Và trao đổi văn hóa, một số cái chương trình mà gọi là hoạt động ngắn hạn. Nói chung là nó tương đối dễ về vấn đề chứng minh tài chính. Thứ hai là về cái yêu cầu tuyển dụng lao động trong nước bao nhiêu người, hoặc là mức lương tối thiểu. Mức lương tối thiểu theo visa 407 á, thì nó không có giới hạn mức lương tối thiểu. Hầu như nó áp dụng mức lương của người học nghề. Và lương người học nghề thì khoảng 26 đô một giờ. Yeah. Đúng không? 26 đô một giờ thôi. Và số giờ mà quy định đó, lương tối thiểu là nó thấp rồi nè. Thứ hai là cái giờ quy định mà của visa 407 là 30 giờ trở lên, 30 giờ trên tuần trở lên. Thì nói chung là cái mức thù lao không quá cao, với lại số giờ làm việc không quá cần phải quá nhiều, thì giúp cho một cái quỹ lương của một cái đơn vị bảo lãnh đó sẽ không bị soi mói nghiêm trọng. Đúng không? Khi em muốn bảo lãnh nước ngoài với mức lương 70.000 một năm, và cái yêu cầu phải đảm bảo về có phúc lợi xã hội rất cao cho người lao động nước ngoài thì vô làm việc, rồi phải cái này kia, nói chung là phải duy trì cái hợp đồng lên tới 4 năm thì nó khá là khó so với chuyện là chỉ có lãnh một cái người để mình huấn luyện nghề nghiệp cho họ ở mức thù lao là chỉ có 26 đô một giờ và một tuần là tối thiểu là 30 giờ trở lên, thì 40 giờ là đủ rồi. Một tuần thì em tính ra đi, 26 một tuần còn 1.000, cùng lắm 1 tháng 4.000, 5.000 thì còn đỡ hơn là 7-8.000. Dạ. Thì cái mức lương là 70.000 một năm á, là bây giờ lương phải lên tới 6.000 hơn rồi, đúng không? Dạ. Thì lương 6.000 hơn thì mà duy trì trong vòng mấy năm trời thì cái doanh thu lợi nhuận của doanh nghiệp phải đảm bảo. Và nó cũng phải giải quyết cái chuyện là tuyển dụng lao động trong nước trước khi vào lãnh lao động nước ngoài, ví dụ vậy. Thì trong khi visa 407 là visa training, là giúp cho cái người lao động được hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp. Cho nên chính phủ thấy đó là một cái động lực để mà phát triển thêm kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động trong nước và nước ngoài. Thì nó tương đối là không có căng ke quá về hồ sơ của chủ lãnh đó, cho nên là lấy cái 407 đi cũng là một cái giải pháp. Mặc dù là 407 nó là một năm nhưng mà nó vẫn có thể gia hạn, và thậm chí có những chỗ họ lãnh được 2 năm. Chỉ có quen một cái trường hợp, cái bạn này là bạn đi từ Việt Nam qua bạn học tại đại học nè, mà em biết bạn sử dụng 2 lần visa 407 kéo dài đến tới 4 năm để học một cái chuyên môn về thạc sĩ về. Nó không phải là bên sinh hay cái gì đó. Nói chung tóm lại là bạn sử dụng, bạn không hề đọc visa du học nha, mà bạn học hết chương trình thạc sĩ bằng cái visa 407 đó. Mới ghê chứ. Lần đầu tiên thì thấy các bạn đó, bạn nói hồi giờ em sử dụng 407 thôi. Ở Việt Nam em có một công ty bảo lãnh, em qua đi thực tập sinh 407 thì em tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, em đang làm Việt Nam rồi. Thế là đi qua đó cái xong em sử dụng cái thời gian đó em đi học luôn chương trình thạc sĩ. Tại vì cái chương trình visa 407 nó không có giới hạn thời gian đi học. 402 cũng giới hạn thời gian đi học, 407 không có giới hạn. Thế là em học xong, em vừa đi làm, em vừa đi học thạc sĩ. Thế sau khi học thạc sĩ xong á, thì em lại dùng cái thạc sĩ đó để em học, em lại nộp tiếp visa 407 để mà bổ sung nghề nghiệp cho cái chương trình của thạc sĩ. Cho nên em được 2 năm nữa. Rồi sau đó thì sau đó bạn có hỏi chị bây giờ làm sao để định cư. Đó là chị cũng chỉ cho bạn một số thứ, nó trúng tóm lại là nó như vậy đó. Nghĩa là cái chương
chị Phan Lâm mình á, có chuyện nghề nghiệp chuyên môn á, nó cũng không, nó nằm trong visa 407 nè. Chứ nó không phải nằm ở visa khác đâu. 407 nó có cái pathway dành cho hệ đại học, rồi có pathway dành cho hệ hệ nghề. Hệ đại học thì có chương trình làm việc dài hạn của nó. 407 mà lên thứ 2 năm quá cha, visa 482 còn gì. Và 482 là em còn phải dính tới chuyện là lương tối thiểu 70.000, 407 lương tôi cần phải nhiều. Cho nên em khai có 4.000 một tháng em vẫn ok, vẫn an toàn visa và vẫn có thể chuyển được BA biết sao. Tại vì nhà 407 không chuyển được BA nhưng mình có thể đọc 491, có thể đọc 190. Đúng không? Có thể đọc 186 direct stream vô thẳng luôn, thường chủ nhân vẫn còn tốt hơn là đi qua 482 để chịu thế thu nhập. Dạ rồi. Vì thuật toán YouTube rất là thích những cái video có nhiều tương tác nên bà con giúp Tâm bấm nút like, share, comment những suy nghĩ của mọi người dưới phần bình luận để video đến được với nhiều người hơn. Cảm ơn tất cả mọi người.